Nằm ngay giữa trung tâm Sài Thành, giữa cái ồn ào náo nhiệt là một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng sang trọng của một nhà hàng mang đậm phong cách Hoa Việt, nhà hàng Em Sài Gòn. Tọa lạc tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách đi bộ 5 phút ra trục đường chính Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, thuận tiện cho việc đi lại cũng như thời gian di chuyển cho thực khách khi có nhu cầu muốn đến các khu trung tâm thương mại của thành phố cũng như các cao ốc văn phòng. Ở ngay lòng Sài Gòn nhưng vẫn thưởng thức được hương vị các món ăn Trung Hoa, đặc biệt nổi bật là các món điểm tâm sáng Hồng Kông như xíu mại thịt cua, hát cảo xà điệp, bánh cuốn tôm, bánh cuốn thịt, bánh bao xá xíu, sườn heo hấp xì dầu v.v. mà ai đã từng một lần ăn sẽ nhớ mãi những hương vị đậm đà ấy. Không gian sảnh lobby tiêu chuẩn khách sạn quốc tế sẽ đón tiếp quý khách bằng tiếng nhạc du dương. Những chiếc ghế salon êm ái tạo một cảm giác thật thoải mái. Khung cảnh lãng mạn với đội ngũ nhân viên trẻ phục vụ ân cần, nhanh nhẹn, chu đáo sẽ đem đến sự hài lòng cho thực khách khi bước chân đến đây. Đặc biệt ở tầng 1 là một không gian rộng rãi, rất thích hợp cho những buổi tiệc lớn của gia đình, tiệc cưới, sinh nhật, hội họp bạn bè sau những giờ làm việc căng thẳng và phố thị náo nhiệt để tìm về với cái tĩnh lặng nơi đây. Ý tưởng chủ đạo của nhà hàng chính là sự kết hợp của Hoa và Việt. Từ những chiếc bàn được phủ những chiếc khăn màu đỏ kết hợp với màu trắng nổi bật cùng những ánh đèn vàng ấm áp. Trên những chiếc cột là những hình vuông hoa văn, tất cả đều thể hiện nên một đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Thêm vào đó là những chiếc rèm cùng những bức tranh hoa sen, một bức hoa của Việt Nam. Và tất cả chúng như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian lãng mạn, vừa mới lạ vừa thân quen, góp phần giúp thực khách thêm ngon miệng. Bên cạnh đó còn có những chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa kính tầng 1. Thực khách sẽ có dịp vừa thưởng thức món ăn Trung Hoa, vừa được ngắm cảnh Sài Gòn nhộn nhịp. Nhà hàng Em Sài Gòn với không gian rộng rãi thoáng đãng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp chu đáo cùng đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao đã ra đời, hy vọng mang đến cho người dân thành phố và khách du lịch một điểm hẹn nghỉ ngơi và ăn uống lý tưởng.